Dạo kiểm tra nhiều quá. Thật. Sao? Nhìn gì? Vì ta quá đẹp. Quá nổi tiếng à? Cao quá, không dám nhìn. Hề lúc. Lại được cả mày nữa. Tưởng là hay hớm lắm đấy. Cho rẻ tiền. Tất nhiên là hay hơn bọn mày rồi. Quá bình thường, quá tầm thường. Ít ra thì chúng tao cũng không nút. Phải. Vì bọn mày không đẹp bằng tao. Tao có một chương trình cực kỳ hay luôn. Thời gian, địa điểm? Cũng chưa chắc chắn thời gian. Nhưng mà chắc rồi. Nghe nói lần này toàn tâm cơ trưởng thôi. Thế chắc tốn tiền lắm nhở? Tất nhiên. Nhưng mà có khối đứa có đầy tiền mà còn không được duyệt y cái kìa. Tao dạo này không tìm được lý do xin tiền. Khó khăn lắm. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Xóa đi. Bảo với mày là tao đang chạy. Mà việc gì mà tao phải chạy? Mày nghĩ tao ngu lắm à? Chính mày báo công an bắt bọn vi vu đúng không? Tao chẳng được đếch gì phải làm cái trò bẩn thỉu đấy cả. Bẩn thỉu à? Mày cũng biết bẩn thỉu cơ à? Tao đã bảo là tao không làm. Thế tại sao mày biết chỗ này? Thì tao chỉ tình cờ đi ngang qua đấy thôi. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày mà không nói thật, đừng hòng tao để cho mày yên. Có thêm con vi vu chưa chắc đã làm gì được tao. Huống gì là chỉ có một mình mày. Mà mày cũng nên nhớ là phía sau tao còn có rất nhiều đồng bọn. Mày thử động đến lông chân tao xem. Rồi xem tao sẽ làm gì mày. Chúc mừng mày vì đã không chịu chung số phận với con vi vu nhá. Đồ khốn nạn. Hằng ngày không còn được nhìn thấy vi vu ở trường nữa. Tao cũng thấy nẫu lắm. Nhưng mà nó chỉ bị cảnh cáo thôi, chứ có bị đuổi đâu. Thế là Ginny đây không còn đối thủ nữa rồi. Sau vụ này chắc chắn nó sẽ phải biết đẳng cấp thuộc về ai. Đúng. Đẳng cấp thuộc về ai? Mày bỏ ra. Vi vu thoát nạn rồi đấy à? Chúc mừng. Chúc mừng Vi vu. Sao mày lại đánh tao? Sao tao lại đánh mày? Ôi. À? Đi. Có chuyện gì? Tao phải nói chuyện với mày. Có chuyện gì? Mày nói luôn ở đây đi. Tao bỏ đi, mày có đi không? Tao không phải là trẻ con, để cho mày dụ, hiểu chưa? Đi! Bỏ ra! Tao bỏ đi, mày đi! Nhanh!